Sáng làm được nửa ly cà phê các bác. Đóng hàng. Hôm qua nghỉ một ngày, đơn dồn lại. Đơn trên sàn cũng nhiều lắm các bạn. Bây giờ sàn Shopee này, cái này cũng chờ gói. Sàn Shopee bên mình đã bị khóa. Giờ chỉ bán Lazada. Lazada đơn cũng nhiều lắm các bạn. Lazada thì mang tính ổn định nhé. Ổn định. Không biết họ điều phối kiểu gì hay lắm. Cái điều như vậy các bạn. Còn mười mấy đơn trên Lazada. Rồi một số khách đặt ngoài, tức là từ Lazada mà đặt ra ngoài để cho nó nhanh. Ok, bốn cái này cảm ơn anh khách quen. Khách quen rất là dễ thương, như một người anh. Hàng này hàng khá là mới nha. Cái bãi này á, cái loại này thì khá là mới luôn, không biết từ đâu về nhé. Hàng còn mới đẹp. Buổi sáng ha, từ sáng giờ vừa ngồi làm ly cà phê vừa túc tắc gói. Tiếp theo đơn còn nhiều nha. Một cặp đơn này mình sẽ giao trong hôm nay, và hai cái này chiều nay mình sẽ nhất định mình sẽ giao nha. Anh đợi dùm nha, tại vì anh khách này ở xa đã cọc rồi. Hai cái siêu phẩm phát điện. Cái này hàng cực hiếm các bạn. Hàng cực hiếm. Hàng không có lặp đi lặp lại. Nguồn mình bán rất là nhiều nha. Sắp tới mình sẽ đem về nhiều nữa. Mình bán ra với tiêu chí ngon, rẻ đẹp. Hàng Manuel. Và Manuel với lại cái Taraka. À xin lỗi, không phải là Taraka ha. Lamba. Đó. Nguồn thì mình bán giá rất là tốt nha. Bảo hành dài hạn. Bảo hành 6 tháng nha, bao xài. Còn nguồn á, thì nó dễ lắm các bạn. Trên đây nó có hướng dẫn rõ nè. Cứ L với N là AC nha, AC 220. Còn lại á, là V trừ á, là âm, V cộng là dương. Cái một số nguồn nó có cái ADG nè. ADG là cái từ tiếng Anh á, viết tắt. Bạn có thể chỉnh được đầu ra nha, nhưng mà nó chỉnh giới hạn lắm. Nguồn là nguồn cũ nha, hàng tháo trong mấy tủ điện của hãng á, mấy tủ điện của mấy máy CNC hay là mấy cái tủ điện bãi á. Tủ điện bãi Nhật á, ví dụ như tủ của Toshiba đi. Không còn hàng 100% là Made in Japan nữa các bạn. Bây giờ hàng nó đa dạng lắm. Chứ không nhất thiết là cứ Made in Japan nha. Cho nên bạn nào cứ cố gắng kiếm Made in Japan là xài thì thua. Một số cái đặc thù á, các bạn kiếm mấy cái Japan nó là cực kỳ cổ, xài không còn được bao nhiêu nữa nha. Cho nên mình cứ đa dạng hóa sản phẩm thôi, đa dạng hóa cái xài. Bữa nay làm một cặp này cho anh khách nữa nè, cặp đấu tụ vô. Cái này cũng còn 3-4 cái chứ không nhiều nha, bên bãi cũng không có nữa. Mình lấy hàng các bạn, mình ghét nhất là lấy từng cái nha. Lấy một lô, một là mình bán, hai người khác bán. Còn cứ lấy lẻ một vài cái rất là ghét, thà về bán rẻ lại nha. Như lô này nè. Đó, mình ôm. Đó, thà bán rẻ bán vốn lại chứ. Cái này rất là nhiều khách hỏi nha, nhưng mà xin lỗi nha. Hôm qua là mình định để xài, tại vì sao? Tại vì mình cũng có một cái nữa các bạn, cho nên mình không có đăng giá liền. Cho một số khách hỏi lại nó bán rồi thì họ rất là tiếc.
Đây nè, mình có một cái nào giống giỏm mà định lấy cái kia xài, cái này để lại, nhưng mà cuối cùng thôi bán nha. Cái này có hai cái nha, hàng 220, hàng này là hàng cực xịn đó nha, là cũ thôi, cánh nó cánh nhôm các bạn nha, cánh nhôm chứ không phải là cánh ấy. Hàng này hàng các bạn thông gió là thôi rồi, bao xài, thân nó là thân nhôm nha, nhôm hay sắt, nhôm nha, nhôm, điện 220, cấp nguồn là chạy. Đó, nó chỉ cũ thôi chứ nó còn chạy rất là ngon. Hồi tối mình đo hình như 300 mấy á, này 300k nha, bán 1 cái rồi còn 1 cái. Cái này nó vơi muốn hết đấy các bạn. Có nhiều khách hôm qua mình đi bảo trì xe gọi đặt mấy cái nhưng mà mình không có nhớ. Anh nào thấy video đặt lại giùm em nha, đặt nhắn tin giùm em qua tin nhắn á, em không có nhớ. Ok, buổi sáng từ giờ tới chiều cố gắng chụp đơn nữa, nghỉ. Cái này rất là ngon nè, 450k. Cái này mình sẽ chừa là một cây mình xài nha các bạn, tại vì cái nhu cầu mình xài cũng có nha. Nó là mài nha, những ứng dụng như vậy là mài á, tức là các bạn gắn cái mũi vào đây nè, có thể là cắt hay là mài gì nhỏ đó, nhưng mà là hàng xịn các bạn, êm. Hàng Nhật thì bao xài nha, hàng Nhật thì thôi. Đây là cái lẫy, là cái cò nha, còn bên đây là đảo chiều tới lui trái phải đó. Mài ok, cảm ơn khách đã xem video. Hai cái này cũng chưa giao với khách nữa, thiệt tình.